Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và viên chức sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 với nhiều quy định mới về tuyển dụng, đãi ngộ công chức viên chức. Theo đó thì sẽ chỉ còn 3 trường hợp viên chức được ký hợp đồng làm việc không thời hạn. Từ ngày 1 tháng 7 tới đây thì hợp đồng làm việc không xác định thời hạn chỉ còn được áp dụng với 3 trường hợp sau: viên chức được tuyển dụng trước ngày 1 tháng 7, cán bộ công chức chuyển thành viên chức Người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Trước đây thì luật viên chức năm 2010 đã quy định viên chức sau khi đã thực hiện xong hợp đồng xác định thời hạn và tiếp tục ký hợp đồng sẽ được ký hợp đồng không xác định thời hạn.